lúc cô Hiền làm này, quay nhanh quá này. Quay không kịp. Quay không kịp hả? Vậy là lo cho em vô mút đi, chị ra chị quay cho. Hết nữa là 3. Là đủ rồi, 17 á. 3 cái mà mình nhớ không? Trời ông ơi, ông để chú ra. Tốt. Đúng giờ 1. Giật 2. Lấy cái đồ mà. Đang ngồi bên trong rất là đông đấy các bạn. Đây là quán nước cô Hiền. Mình nằm trong cái hẻm.
Liên tục mà đâu kịp tay đâu. Thì bởi vậy không làm lẹ mà sao mà chơi được với khách, đâu phải như phở bún bò đâu phải không? Dạ. Em thấy rồi đó, đầu tư không à? Thì Nguyên làm trực tiếp không? Múc gì mà còn không kịp để chơi. 107. 107 còn khỏi rồi. 107 thì mát cho 3 cái. 3 mì lấy cái nhiêu ba nào? Cả nhiêu tiền? 100 là 100. Rồi bạn tự nói luôn đi bạn. Bạn nói dài dòng quá. 200 á, thôi đi. Nói 15. Bạn nói dài dòng quá, bạn thốt luôn. Đập đi con. Con ra dắt, nữa mà không chịu chơi. 107. Có thả chưa? 107 đó. Đó đó. Rồi. Cái mở chưa có. Bỏ rồi nè, mở má ơi. Mà sao mở lại biết vậy? Nói nhiều. Thôi đây, cắt có nhiều lắm đây. Ra quen. 107 nó 303 đi quen. Thì cả đau lòng, hết sức cả đau lòng luôn, đi mò tiền rồi. 330. Chui ra con. Chui ra. Dạ bạn, 330 kinh. Thiệt đau lòng quá, đau lòng. Có mình gì mới thối à. Đếm đi. 1, 2, 3. Mày đếm bao nhiêu cái mày? Hết 3 cái đó nữa. Rồi hai cái mì nước của ai giao hàng? Hai dắt cái đó đó. Mì nước của ông Hành nè. Wow, quá đẹp, quá đẹp. Lên, một em lên xe. Rồi có hết á, đưa mày vô đi. Có hết rồi đi. Trời ơi, có nấu vậy rồi mà con hổng chứ.
Để nằm chứng qua. Mày đủ chưa? Không, rồi rồi, mày đủ hai cái này là đủ luôn phải không? Nhưng nè, đủ rồi. Rồi đủ rồi, thôi đừng đập. Khi nào tới ai nữa là đập.